Diễn biến tập trước. Cái gì nào, đi xuống đây, nhảy xuống đây, nhảy xuống đây, nhảy xuống đây. À, chết thằng ơi. Do mình vội quá quên chào anh em. Anh em đừng quên like video và đăng ký cho toàn MC nhá. 180 like và 30 share, mình sẽ ra hẳn clip cho anh em. Chúc mọi người xem video vui vẻ. Mày bỏ lại, bỏ thôi. Anh vô được trong rồi, anh vô được trong rồi. Còn đường đi xuống em. Ủa rồi, khoan xuống em ơi. Bị kẹt rồi. Vô được. Mọi người ở đâu thế? Cái chỗ nãy em chạy chỗ nãy đi, cái chạy chỗ nãy tự nhiên cái chỗ mà bấm có mấy cái nút á, em bấm vô có cái đường nó bị bể, nhảy xuống dưới đây không sao đâu. Có nó xuống không được, nó xuống được, dẫn đường cho anh buôn mực thể. Bắn đi kinh. Chú ơi, đi theo em đằng sau này anh ơi. Đâu em, ok. Để anh lòng. Ôi chiến binh heo ở bên đây rồi. Tụi đó dưới đây nè. Con này không chết được đâu anh. Ngửa đây anh ơi. Biết nói gì anh cũng còn mình. Không chết được. Vô đây bị kẹt cho tôi nhận. Vô đi buôn. Rồi chạy. Let's go. Tầng 11. Ê. Cái gì vậy? Quá chấp tôi 3 rồi đó. Chấp tôi 3 hả? Ui có 5 chấp tôi. Quá chắc tôi ba rồi. Chắc tôi ba. Có chắc tôi ba kìa. Sure, đường nóng công. Con cốt truyện nè mọi người. Có bản đồ nữa kìa, mọi người chia ra mọi người lấy đây để tôi đọc cốt truyện cho. Sau khi chúng ta mở được tất cả các cửa ở trên á thì chúng ta đã mở đi một con đường mới chính là dưới cống, và bây giờ là chúng ta sẽ đi nhìn bản đồ để chúng ta đi. Hiện tại mình đang ở bên dưới đây. Mình phải cần tới cái lối ra là bên có bên A bên B nữa nha. Bây giờ này nghe nè, ở trên bản đồ của bên A mình phải kích hoạt bên A và kích hoạt bên B mình mới ra được cái cửa. Mình muốn ra là mình phải bên B trước. Giờ mình bây giờ mình phải lội cống đó, lội được cống đó. Cúi quá. Nhưng mà nó không quá. Cái này là mình đang ở ối dồi mình lên lấy hơi cái. Hiện tại mình đang đã chui xuống dưới rồi, bây giờ mình sẽ đi hai đường. Kinh nó qua bên A rồi mọi người, để mình lên mình phụ kinh qua bên A ha. Kinh đã mở bên A rồi mọi người. Rồi ok, người còn lại mở nốt đi. Nó chưa dễ tìm được mà. Lấy hơi ở đâu vậy? Đưa chó người thôi. Như là bên B bên này nè mọi người. Á đù mọi người ơi, cái này là nó mê cung. Á đù mọi người ơi, nó là mê cung mọi người ơi. Em biết tại mà nó mê cung rồi. Ây da, con cá nóc. Ok, chúng ta lấy hơi ở đây nè mọi người. Chúng ta lấy hơi ở mê cung. Mê cung có chỗ lấy hơi nha. Thì ok, đây là lấy hơi. Quá to. Anh đi xa rồi em ơi, trong đó có mê cung em ơi, anh không mò đường ra được. Chém nó đi em. Mày xiên quá, mày bơi cho mấy con cá nóc. Ai da. Không chém được nó. Không chém được. Ôi giời ơi. Có ai mò đường bên đó chưa chứ anh chịu rồi đó. Ai da. Chết. Trái tim. À bên này nó lừa mình rồi, bên này nó lừa đảo. Cái này hở được. Nhưng mà em lo không được đâu em bị kẹt ở dưới luôn á. Anh nãy em bị chôn rồi em. Anh bị mắt này nó chôn rồi. Mr. Chôn. Em chuyển từ chỗ B rồi, gạt cần nha anh. Gạt cần đây mấy đứa. Ok, quay lại lối ra. Mấy đứa ơi. Mấy đứa tìm đường giỏi vậy. Nhát quá. Đúng là chiến thần. Đúng là hảo hán. Tập này Alpha Death MC không tạ, Bull MC tạ. Toàn ra được rồi. Anh đi đường đấy làm gì? Em nhớ đường ra mà. Mấy con cá nóc này, tao đang muốn sống mà. Ôi, cá nóc. Hình như nếu như mình chết nhiều quá là nó vỗ da mình đó. Không chết đường, không. Giờ mình chỉ việc chiến thẳng thôi mà. Để đè lặn xuống. No, chết again. Qua bên này, ôi dồi, qua được rồi. Mày nhức nhát quá. Anh Bun ơi, qua được chưa, anh Bun MC. Chui lỗ qua thôi, bơi qua, những xíu xuống bơi qua, những liên tục để bơi qua, những đúp liên tục á. Đừng ship nữa, nhấn đúp liên tục luôn. Nhấn đúp liên tục luôn, đừng nhấn ship nữa, nhấn đúp liên tục luôn. Đúp với lại nhảy liên tục luôn, cho đến khi mà mày nằm xuống luôn á. Ai ra, rồi xong luôn. Không sao, toàn nạp tiền. Anh bùng tạo quá anh Bùng ơi. Nào. Anh Bùng MC lần đầu chơi bắp kinh dị kiểu. Tình
Ủa giờ sao ở trên khóa đi xuống dưới hả? Ok. Tặng bùm bùm màu màu. Ê mình đập cái mấy cái khối này mình lượm được mình làm được cái giáp này được rồi luôn á. Đúng rồi. Mấy màu quá. Em không đùa đùa không vui. Ôi, hên quá, hên quá, nó bị sập rồi mày ơi. Bố mày nó sập rồi, hên quá. Bây giờ phải tìm được cái gì? Bên này. Bên này cũng có đường phải không? Đồ lụm đồ. Ủa ơi, pháo hoa này, anh kinh lấy pháo hoa đi anh. Ủa tàng hình đó bun. Pháo hoa. Tôi được tàng hình rồi. Ở hình như cái này để giúp mình tránh tránh. Có thuốc tàng hình được. Tàng hình được có xíu à. Giờ mình phải lẹ á. Nhưng mà mình bị đói nhanh lắm á, mình bị đói nhanh lắm á. Đúng rồi, này chịu thôi, biết sao giờ. Bên này nè. Ôi, nó kìa. Đi ra bên này có một con bò á, bên này có một con bò mặt người á. Chạy đi bố nó. chạy đi bố nó. sao? Thế con này bất tử hay sao? Bắn mãi không chết. Nó bất tử mà. Bất tử mà. Luôn em sao được? Ủa tao tàng hình rồi mà sao đánh được tao? Game nhai. Nhật ký 3 nè mọi người. Cứ kiểu gì á, nó dí tao hoài à, anh em ơi. Nó cạm tao rồi, nó găng tao rồi, nó nạp tiền rồi, nó găng tao rồi. Chạy lên gì? Âm pháo ơi. Mình là anh em. nó không đuổi anh đâu anh ơi, nó không đuổi anh đâu. Ở luôn. Cái bà mẹ mày nó không đuổi tao, nó đuổi tao luôn. Nó đuổi dưới kìa, nó đứng là anh em. Anh đi ơ. Mày trên đầu nó dí tao kìa, nó có hai con dí luôn á. Tao đi, đuổi tao đi, đừng đuổi anh Toan. Ơ kìa, nó vẫn đuổi anh. Đi anh rồi, nó mờ lem anh rồi. Anh làm Tèo. Lên đi hả? Lên đi. Super Idol. Nè fan á, đích thị là fan tôi. Mọi người ơi, phải tìm nút. Thì đi tìm đi, nó cam tao rồi, bây giờ tìm đi, nó cam tao rồi. Yeah. Anh Toàn hẹo chưa anh? Chưa em. Toàn bất tử. Nó đang cam anh, nó đang thèm thuồng anh lắm. Nhưng anh không kè, mày. Hay quá kìa, đừng gai thôi. Cái cửa kìa. UMC không tạ, giờ phải quay lại chỗ đó mày ơi. Em thôi chịu rồi. À mày cái nhấp nháp quá, khó chịu quá. Này tôi kìa, nó đuổi anh Toàn kìa. Dạ, tao qua được rồi, không sao, tao qua được. Tao chui mấy cái khe tao qua được rồi. Cái cửa nãy đâu rồi? Đuổi anh chết rồi. Đây, hai team cuối cùng và Toàn là sống sót mọi người, Anh cầm con gấu, anh tưởng nó là chỉ là vật gì là bình thường thôi. Nhưng anh cầm té xuống. Ok, chấp anh cùng. Anh Toàn gánh tem. Anh Toàn lên được tầng mới rồi, không sao đâu. Nhưng mà Toàn ăn rước là đồ ấy. Thôi, không sợ đi, anh rước là đồ ấy. Đây là gia đình, cái này là gia đình đó nè. Ủa rồi. Ôi, thằng này nó phối hợp với Hero và nó giết dân làng à. Có nhật ký không? Có. Có đâu? Nether Rise. Ờ giống như triệu hồi vậy. Giống như mấy cái gạch Nether cái thứ. Ủa cái này là cos chính gì mà. Làm giao kèm được giác quỷ rồi. Giao kèm với Hero Rise rồi. Ngu mà nghe lời Hero Rise chi mà sẽ kêu nó đi. Rồi. Am Victor kìa, Am Bimo kìa, Am Bimo. Con này hát được như anh đâu. Thằng này bị đa nhân cách mày ơi. Nó bị dắt à. Nó có một dạng là Victor, một dạng là Bimo. Phải cái đa nhân cách, giờ sao cho nó hiền được. Vỗ mông nó à. Alo, nó đang làm sad boy kìa. Từ ngày mất em đi, anh trở thành là sad boy. Từ ngày mất em anh, à, không đồ, mình quan trọng rồi. Nữa. Đúng là lõ sim. Victor, ủa vậy? Ủa tao có nhắn đâu, chấm hỏi. What the hell? À, thằng này là Victor hả? I know you, nó biết mình. Cái này nhân cách hiền của nó nè, cái này nhân cách hiền của nó nè.
You must stop him. Hình như nó có anh em song sinh hay gì, hay là à, cái phiên bản ác quỷ của nó gì á. Phiên bản ác quỷ mày ơi, nó đang mạnh hơn mỗi ngày. Bây giờ mình phải ngăn cái thằng hồi nãy lại, nó đang mạnh lên mỗi ngày. Bây giờ bạn phải nghe tôi, phải cực kỳ cẩn thận hả? Trước khi hắn quay trở lại. Ủa anh Phát mà sai à? Ủa rồi nó làm một loại huống rồi. Tình thức ok. Ủa anh Pha này nói tiếng Anh giỏi vậy anh Pha? Nếu như mình uống thì nó sẽ gì vậy? Nó sẽ đưa những cách kia đi xa mãi mãi. Còn không thì mọi chuyện sẽ ngày càng tệ hơn. Bây giờ mình phải tìm thuốc cho nó đúng không? Bây giờ mình phải tìm thuốc cho nó đúng không? Đúng rồi bạn ơi. Không, anh nhìn đây, đây, let's go. Không có thời gian, let's go. Lẹ lên, thời gian là vàng là bạc. Đi sao má? Phía bên phải. Bắt cua lên mày ơi. Phía bên phải của nó. À, nó biết là ác quỷ kìa, đi bộ rồi, tôi cái đi bộ kìa. Nó biết là ác quỷ kìa. What do you Victor? À? Mày đã làm gì Victor? Ờ, biến thành ác quỷ rồi. Nó biết là ác quỷ rồi, chết rồi. Bạn toàn mà sẽ có thể ví dụ mà nạp tiền. Không sao, toàn mà sẽ hóa thành ác quỷ. Rồi, you are late rồi kìa. Bạn đã quá trễ cái đầu mày chứ, trễ tao sẽ game mất một đố mà giết được tao. Let me live with you. Để tôi ngủ với bạn. What the kinh quốc. Khối này là cái khối mà báo mình là mình không có cơ hội thứ hai nào mấy bạn. À đâu, một cơ hội duy nhất. You don't scare me. Ha. Chú hề. Show gì, show dân, show bắt. She need to be there. Quá lo. Kêu này quá lon. À nó kêu mình non à, mẹ mày mở cửa ra thôi, mày một một nè thằng nhóc. Em còn kiếm kim cương này, kiếm kim cương này. Mẹ kiếm Nether Rai nè mày, nhìn nè, kiếm Nether Rai. Kiếm anh xịn thế. Tay đau vô bếp. Tay đau vô bếp thì mình kinh quýt nằm ở dưới giường đó hả? Nè nha, mày nói hơi nhiều, bây giờ mày mở cửa, tao mày chinh chiến nè, mày nói hoài à. Kìa nó hỏi lọ thuốc ở đâu kìa. Nè, tao có lọ thuốc gì chậm gãi đào chậm choáng hồi phục nè, lấy không? Mở cái cửa ra, tao hơi cọc mày đó, mày nhìn tao hơi nhiều đó, mày muốn ăn cái này không? Mày thấy cái này không? Ở đâu? Tao chết tiếng Anh luôn rồi. Mày thấy tao giỏi giao tiếp không? Hảo ính lịch nói chuyện ác quỷ bằng tiếng Anh. Hay ai nói chuyện ác quỷ bằng tiếng Anh, tao đó nghe tới chúa nói tiếng Việt nữa. Ôi giời ơi. Ôi mày ơi, không đùa được. Nó ra rồi mày ơi. Nó ra rồi. Ơ, tôi chỉ đâu rồi. Rồi, coi cam đi bay. Ơi, cái gì vậy? Sao lại cái gì vậy? TV mở tiếng rè. Ơi. TV toàn là mặt nó. Ơi da, căng thẳng. Bạn nếu mày muốn thay đổi thế giới thì phải chấp sinh. Gì ba thay đổi thế giới gì Yu-Gi-Oh à. Thì bạn con người chúng mày luôn tỏ ra cho rằng chúng mày siêu phàm cái thứ, chúng mày lấy hết mọi thứ mà Victor yêu quý và trong tận đáy lòng tao được sinh ra bởi lòng thù hận và trả thù, giận dữ và sự trả thù. Giờ tao sẽ tiêu diệt mọi thứ mà mày yêu quý. Coi phim ít thôi. Ơ da, gắt. Gắt gì? Hình như nó tính đốt luôn cái nhà kìa. Nó tính chôn với ông bố mình trong này kìa. Tìm đường ra đi mấy thằng này. Alo. Ê, cửa mở. Em chạy cho cái. Rồi, chạy. Mày. Chạy đuôi thời gian đó. Nó bắt tử rồi. Có cơ hội thứ hai đâu. Đường ra đâu. Phát đóng cửa hết rồi, ra cái đầu gì nữa. Ôi. Nè, hai cơ à. Đó, sao anh này siêu nhân thế? Nó dí tới rồi kìa mọi tao người. Nó dí tới rồi nhưng mà tao có táo vàng phù phép, tao bất tử. Ây da, tôi mù rồi, tôi bị chậm rồi. Tôi bị chết dán rồi, nó sắp giết tôi rồi mọi người. Ôi, nó chuyển mục tiêu qua kinh quýt rồi. Tao chạy được rồi. Tao chạy ra rồi. Ơi, đại sự này sắp tử. Ơi, chưa có thuốc mày ơi, đừng quay ơi, chưa có thuốc, mình không quay lại tìm thuốc. Ây da. Tìm thuốc đi, còn một phút kìa. Tìm thuốc đi. Dạ, chạy ra tìm thuốc đi. Thuốc nào? Đâu? Kiếm trong mấy cái hộp á. Trong mấy cái dương, trong mấy cái hộp nào. Quay lại đi, chúng ta còn một phút thôi.
Không có cơ hội thứ hai đâu. Alpha Deck mơ sẽ Alpha đi vậy kìa. Tìm đi tìm trên nhau ra tìm anh em ơi. Ôi xong rồi. Rồi mình tàn rồi. Rồi mình tới đây là kết thúc rồi. Và tôi tôi là easy rồi đấy. Tôi rất gần. Trời ơi, nãy tụi bay không cầm bản đồ đây nè. Ây da. Nếu mà có kiếp sau á. Nếu mà có kiếp sau thì anh một cái con ta, ta sẽ mãi là anh em. Bye. Nếu mà bye. Nếu mà có kiếp sau. Chưa kìa. Rồi. Tạm biệt. Hồi máu. Cúi thuốc hồi máu. Bất tử, bất tử. Ôi dồi ôi. Game rồi. Over rồi thấy không, đâu có cơ hội thứ hai đâu, hết là mất the end rồi, bad ending rồi, sim lỏ rồi. Lỏ mấy năm chỉ vì người yêu mà biến thành có hai nhân cách thiệt tình là không hiểu nổi luôn á mọi người. Tự nhiên cái tự nhiên hiện mặt thằng kinh quýt. Khó chịu nha. Khó chịu nha. Tôi tưởng bạn kinh tắt má vào trước. Có đâu. Là bad ending, bad rồi, nhưng mà tôi còn đồ rồi mọi người. À cái này mấy loại nhân cách của nó nè. Ôi cái này nhân cách khó hả? Sao nhìn nó ghê quá vậy? Mấy có nhân đó. Cách. À, nhưng đây nè, cái này là he luôn rồi nè. Chế độ quỷ luôn rồi kìa. Nè, chế độ quỷ đó. Mấy cái nhân cách mình gặp hết mà, cái này mình chưa gặp rồi. Doctor Victor nè. Ừ. Gì ta? Doctor Victor. Ê, ê con thằng tin này. Ê, bạn thử đọc sách đi, nó cho bạn chạy code đó. Ê, tôi vô nhà của thằng siêu quét rồi nè. Ồ, hello. What? Vô đi bạn. Ê, ê bạn xoét nè, bạn chăng tin nè. Bạn chăng tin, bạn chăng tin. Bạn lừa nè, bạn lừa nè, hình như cưới con ra. Ê, ê, ê. Bạn ảo thật đấy. Bạn ảo thật đấy, con lừa cuối con rồng, bạn ảo thật đấy. Con mèo đó, con mèo đó. Ok mọi người, thì bây giờ mình sẽ cố gắng mình chơi lại cái khúc nãy cho mọi người. 5 minutes later. À khúc này mình sẽ lo nữa. Ôi. Ở đâu rồi? Ở bên mù rồi. Ôi sau sau bên trong mấy cái tường sắt này là những cái thứ mà. Ôi. Em. Wow, man, that is shit. Wow. Đẹp đấy. Ờ cái này là khi mình chiến thắng hả? Rồi mọi người. Mình mò được cái map rồi. Ơi. Ôi giời. Con này bị đè chết rồi nè. Ơi. Ui. Bị đè chết rồi kìa, giờ sao? Ủa, cái con gì bên đây nè? Con gì kìa? Ấy, nó mới đập vô. Có đường rồi, đi tiếp đi, đi tiếp đi. Đi tiếp đi, đi tiếp đi. Ủa gì vậy? Cái gì vậy? Ở đâu? Cái gì ở gì ở đây? Hình như hay là Victor à? Hình như là nó. Hình như là nó hồi lúc nhỏ. Là Victor. Còn bạn Victor, con của bạn Victor. Con hay sao ấy? Con thằng Victor thì phải. Khá đục. Có hai đường luôn mày ơi. Cái map này đắt quá mày ơi. Có hai đường luôn đường nào. Bên đây có một con cửa này chia nhau ra đi. Là như nào. Bên này thử có bốn. Bên này là đi xuống dưới rồi. Cái này là khi mình chiến thắng là mình chạy được nè. Ôi dồi. Ơi, tới giờ tao mới thấy cái bộ chuyện này là cái lối ra nè. Lối thoát. Lửa kìa. Lửa kìa, gì vậy? Cái bồ bè mòn. Gì vậy, gì vậy? Lửa. Còn một con nữa thì phải. Ui, kìa, trước mặt kìa, sau lưng kìa. Kìa, nó lửa. Ôi. Ồ. Thấy á. Ồ, bạn siêu nhân à, đi ra để em. I'm sorry. Gì vậy? Nó làm gì vậy? Hình như đèn tự sáng hay gì vậy? Ở đây không ăn được. Ôi, biết anh ác quỷ à. Ôi. Thôi anh trai, thôi anh trai. Thôi anh trai, em dòng. Em. Ơi, đang đập đầu vô sông sắt kìa. Ừ. Ơi, rồi, chết rồi. Quay. Quay. Ôi, có đập bể sông sắt luôn kìa. Này chiến thần quay. Ơi, cái gì vậy? Cái gì sáng vậy? Ủa gì sáng vậy? Không biết. Vợ nó. Vợ nó hả? Ừ. Ồ. Ellie kìa. Nó quay trở lại kìa, mắt nó hết đỏ kìa. Nghe tiếng vợ nó kìa. Ừ chứ mẹ đúng rồi, không có gì mẹ. Chỉ có gái mới là hoàng lương. Hiểu rồi. Dắt vai, dắt vai. Đúng là sim lỏ. Sim. Mày ác quỷ nhưng mày vẫn sim. Ê
Ấy ấy tiến chúc đừng nào. Ê, nói ra nó ra khỏi thế giới rồi, ra khỏi thế giới đầy tội lỗi và cám dỗ rồi. Đường tới thiên đường gì? Tới thiên đường, tới thiên đường. Ok, thì video mình sẽ kết thúc đây. Mọi người thấy video hay nhớ like subscribe cho tay mình. Và tập sau thì mình sẽ chơi ở chế độ bình thường và chế độ khó nha mọi người. Ok, video chúng ta sẽ kết thúc đây. Đừng quên để một like cho mình nha. 150 like, 30 share, mình sẽ làm hẳn tập tiếp theo cho mọi người luôn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong tập tiếp theo. Bye bye.